Chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì không biết tất cả các anh chị và các bạn nhà mình bữa giờ ăn Tết có vui không ạ? Thì hôm nay bên Tiền đã chính thức làm việc trở lại rồi nè. Nếu mà các anh chị và các bạn nào bữa giờ có hẹn Tiền đi xem xe mà bên Tiền chưa có khai trương á, thì hôm nay nhớ liên hệ lại cho Tiền nha. Rồi hôm nay thì sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ gầm cao và nó là rất là nhiều option của Hyundai luôn ha. Thì bên cạnh Tiền đây là Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo đời 2021 nha. Màu đỏ rất là đẹp luôn, mới đi có 22.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 869 triệu các anh chị ha. Thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mà mình sẽ đi vào chi tiết xe ha. 5 chỗ gầm cao thì hiện tại bên Tiền cũng đang có rất là nhiều xe các anh chị. Có Mazda CX-5 đời bản premium ha, đời 2019 nè, rồi có HR-V 2019, HR-V 2021, Ford EcoSport, và nó là rất là nhiều xe ở thời điểm này luôn ha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe Tiền vừa nêu thì liên hệ Tiền đi. Tiền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi, nước sơn quanh xe thì liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì nhiều các anh chị. Đây, không có bị trầy xước gì luôn á. Rồi, màu đỏ này thì đỏ đô các anh chị, không quá tươi nhưng cũng không quá trầm đâu, nhìn rất là sang ha. Rồi, xe biển Sài Gòn 51K nè, 10647 ha. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn lấy chiếc này thì không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền nè. Nắp capo là không có bị trầy xước, những cái mối nối cản rất là khít luôn. Đó, em này phải nói rất là mới nha. Đi có khoảng 22.000 thì không có đi bao nhiêu hết các anh chị. Rồi, đây những mối nối nè, rất là khít. Mình kiểm tra lớp ha. Độ gây gió tìm thấy còn rất là sâu nè. 5 vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa có chạm đất ha. Mâm là không có bị trầy xước gì hết. Ở đây tìm thấy có cảm biến áp suất lớp nè các anh chị. Đấy, mâm là mâm R19 ha, những cái gai li ti là vẫn còn nè. Rồi, đăng kiểm và đường bộ đăng kiểm á, Tiền thấy còn tới 2024 ha. Đường bộ thì 2023 các anh chị. Rồi, ở đây thì Tiền thấy có dán phim, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm nha, có bệ bước rồi nè. Bên hông xe thì không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết các anh chị. Mica đèn cũng còn rất là đẹp ha. Xe này đời cao đi cũng lướt nữa các anh chị, nên tôi sẽ lượt qua cái phần kiểm tra keo chỉ cửa nha. Tất cả xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đây, xe mình bản 1.6 turbo, phía sau thì có cảm biến lùi, rồi có cam lùi đầy đủ cho mình sử dụng ha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền các anh chị. Đấy, gầm bệ thì sáng đẹp, không vấn đề gì hết các anh chị ha. Rồi, xe bên Tiền thì bao tết hãng rồi, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tiền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa nha. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao như thế này, nếu còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị. Rồi, đi cận hơn mình xem phần cốp nha. Xe của mình là cốp điện nè, anh chủ ở bên trong thì lót cho mình full phần lót cốp như thế này ha, bằng những cái tấm 5D rất là sang và rất là kỹ á, lót luôn những cái tấm phía sau lưng ghế các anh chị. Đây, lót vậy để bảo vệ cái phần nỉ bên dưới ha, nỉ rất là sạch, rất là mới nè. Dưới này các anh chị lớp dự phòng cũng mới 100% chưa sử dụng nè, con đội tay quay đồ nghề còn khá là đầy đủ ha, những cái đồ linh tinh của anh chủ trước nhà mình còn để lại hết nè. Đấy, bình chữa cháy này kia ha. Tất cả xe bên Tiền mà đời từ 2016, 2017 trở lên thì Tiền hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Nếu mà các anh chị còn quan tâm chi tiết hơn về những thủ tục ngân hàng như là trả trước bao nhiêu hàng tháng, đóng bao nhiêu thì liên hệ Tiền, thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi, xe mình thì ghế da nguyên zin, tông màu kem và tông màu đen các anh chị. Sàn thì sàn 5D, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh các anh chị ha. Rồi, đây chìa khóa của Tucson này là anh chủ ốp thêm các anh chị. Rồi, để Tiền nổ máy lên nha. Tiếng máy phải nói là khá là êm ái luôn nha. Xe của mình thì ghế lái chỉnh điện các anh chị, ghế lái chỉnh điện ha. Rồi, bên này những cái nút bấm còn rất là mới luôn. Rồi, vô lăng nè,
vô lăng bọc da không trầy xước, cũng không có bị hao mòn hay là bóng mờ những điểm nào hết nè. Những cái nút bấm là không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết các anh chị ha. Logo cũng rất là đẹp, rất là nhám luôn. Đàm thoại rảnh tay ru control các anh chị nha. Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền luôn. Xe đi 22.392 km các anh chị. Táp lô nè, anh chủ có trải thảm cho mình ha. Bên dưới thì không có bị trầy xước gì hết nè. Anh chủ có gắn thêm cho mình một cái camera hành trình nè. Màn hình zin theo xe chưa tháo siêu luôn các anh chị. Đây, những cái keo từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ ha. Keo nè. Đấy, gian lạnh thì hai vùng các anh chị, những nút bấm và nó rất là mới luôn nha. Dưới này là có dụng cụ mồi thuốc lá, rồi những cổng sạc 12V, cổng USB ha, cần số cũng rất là mới nè. Phanh tay điện tử ha, xe mình thì remote là 3 chế độ các anh chị. Auto hold ha, hỗ trợ đổ đèo, còn này là tắt mở cảm biến nha. Rồi, trên đây có cửa sổ trời thì sẽ mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình cùng xem ha. Cửa sổ trời một chạm, đấy còn hoạt động rất là tốt luôn. Những chiếc xe mà có cửa sổ trời toàn cảnh như thế này thì phải nói là đi du lịch này kia thì rất là thích ha, đi gia đình thì rất là thích luôn. Đấy, một chạm rất là tiện và rất là mượt mà luôn các anh chị nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Thì sẽ để máy luôn cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Thì sẽ quay thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của chiếc xe này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc bên thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Rồi, rồi nhìn sơ giùm tiền phần ốc của nắp capo cũng như là keo chỉ capo nha. Đấy, nguyên zin các anh chị. Xe này phải nói là mới 97-98% luôn á. Tiếng máy khá là êm ha, nhìn sơ phần ốc máy giúp tiền luôn. Ốc ác sơn phết nè, nguyên zin đấy các anh chị nhà mình thấy không ạ. Tem mát từ nhà máy vẫn còn. Cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn nha. Đấy, các anh chị nhà mình nghe có rõ không ạ? Tiếng máy khá là êm luôn á. Đóng nắp capo lại và đứng kế bên là không nghe tiếng máy luôn á các anh chị. Rồi, tiện nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo đời 2021 nha. Xe thì mới đi có 22.000 km thôi. Bên tiền đang bán xe này với giá là 869 triệu nha. Giá ở đây tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Công ty của tiền thì nằm gần ngã tư Bình Phước nên khi đi xem xe thì nhớ liên hệ tiền đi, thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Còn các anh chị và các bạn nào đang cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục như là rút hồ sơ sang tên hay là giao xe tận nhà của bên tiền gì đó thì liên hệ tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Và hiện tại kho xe bên tiền đầu năm cũng rất là trống các anh chị, cuối năm là bán vơi đi rất là nhiều rồi, khúc sau là hầu như trống hết luôn á, nên là cũng đang cần thu mua thêm rất là nhiều các dòng xe là 5 chỗ, 7 chỗ bán tải, 9 chỗ, 16 chỗ hoặc là xe tải bên tiền cũng có thu nha. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó mà không sử dụng tới nè thì bán lại cho bên tiền đi, hoặc là muốn lên đời đổi xe như thế nào đó thì liên hệ tiền thì sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi đừng quên cho tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới ha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của tiền đi, để khi có xe mới nhất bên tiền về tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.